là nơi để về. Thế nhưng nhà cũng là nơi không biết sóng gió bủa vây. Làm sao để tránh khỏi nội bộ lao đao, gia đình xào xáo? Hãy xem Gà Néo Đứt Dây để có câu trả lời. Cùng người tàng hình MC Ngô Kiến Huy đến với tình huống trong hào hoa ly kỳ thú vị và câu chuyện dở khóc dở cười của ba mẹ quê mê công nghệ. Ngay bây giờ, Gà Néo Đứt Dây sẽ được bắt đầu. Bắp hào hoa chuẩn sói ca phong lưu tri thức không bạo hoa xin được chào tất cả quý vị khán giả. Trời ơi, ai mà viết cái câu gì mà ác nghiệt vậy, không chấm phẩy hết, ai mà đọc cho nổi. Cảm ơn. Thưa quý vị, dạo này thời tiết nóng bức, bước ra đường kẹt xe, căng. Đi làm gặp sếp la, căng. Về nhà bước vào phòng thì chồng, gặp vợ. Cái gì vậy? Tôi có nói cái gì sai đâu mà bíp hoài vậy? Ý của tôi nói là bước về nhà gặp vợ cằn nhằn chồng băn khoăn. Trời ơi, bíp hoài. Ở đâu căng thì căng, chứ ở nhà mà căng là vợ chồng mệt. Bởi vậy nên mới có bắp sói ca ở đây. Ông bà ta thường có câu: già néo thì đứt dây, cái gì căng quá nó sẽ đứt. Bởi vậy trong chương trình này, chúng ta sẽ len lỏi vào trong từng ngóc ngách của vấn đề để tìm hiểu nguyên nhân đang khiến cho hạnh phúc gia đình các bạn gặp nguy hiểm. Và nãy giờ giới thiệu hoài, các bạn vẫn chưa biết tôi là ai đúng hay không? Xin giới thiệu, tôi là người dẫn chuyện. Nhưng không phải là một người dẫn chuyện bình thường, tôi là người tàng hình. Chưa mắc lại vậy, còn nhiệm vụ gì khác tính sao? Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá câu chuyện đầu tiên. Hào hoa là gì nếu không hào hoa là gì? Hào hoa là gì nếu không hào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai, phong lưu và duyên dáng, ánh mắt đa tình nhiều cô si mê. Anh ơi, đụng nhầm em tí cầu đi anh. Bởi vậy ta nói, bắp hào hoa mà. Đi tới đâu là người đẹp quay quanh tới đó. Cái cầu cho anh kìa, anh đẹp trai áo xanh không? Nó cũng không hết câu được nữa. Người ta nói lấy chồng hào hoa chỉ cho khổ. Alo, Diễm hả? Chiều nay anh ghé em nha. Em biết anh thích gì mà. Anh thích cái gì mà bự nè, to nè. Đó, cái đó anh thích đó. Em sẽ chuẩn bị sẵn cho anh nha. Sẽ chờ anh nha. Ừ, vậy đi. Từng ngày dồi dàng đi qua, câu chuyện ngày càng đi xa. A a a a, thật bất ngờ. Alo, tao nghe nè. Alo, mày hả? Qua tao thấy chồng mày đi bao nhà hàng với con nhỏ nào á. Lúc đầu tao tưởng không đi chung với mày mà hóa ra không phải. Nhỏ nó trẻ, nó đẹp mà nó sexy lắm. Hai đứa xẻo, xẻo tao nhìn còn thấy ghét lắm. Chắc ổng đi ăn với đối tác gì á. Đối tác á hả? Đối tác gì mà thân hình như người mẫu mặc như hậu vậy? Thì đối tác là người đẹp. Tao nghĩ chồng tao không có gì đâu, tại vì ảnh yêu thương tao dữ lắm. Có chủ quan, mất chồng chơi đó baby à. Ừ vậy nha, tao đang nấu canh cho chồng tao ăn đó. Vậy thôi nha. Rồi xong cái nồi súp. La 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 la. La 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 rồi ha, yêu đời quá ha. Người yêu ơi, ở trong nhà tắm 18 hay chục vì đã hết yêu thương nhau rồi. Người yêu ơi, xin hãy về đi.
cho tim em đừng hận trách tôi. Để giờ đây trái tim đã ra lành. Ủa, làm gì vậy? À, quấn cho nó ớm. Trời ơi, giờ tao quấn nè, quanh người, ớm. Người yêu ơi, xin quay mặt đi, đã hết yêu thương nhau rồi. Người yêu ơi, xin hãy về đi. Thiêu thương. Lạnh giá. Chị sẽ cho cưng lạnh giá. Tại nếp Beyond, đón xem hồi kết Gạo Nếp Gạo Tẻ. Bây giờ tôi mới biết được sự ghen tuông của người phụ nữ nó ghê gớm cỡ nào. Đầu sù tóc rối, mất hết lý trí. Alo. Ừ, anh đây. Anh làm ra trễ cho nên là tới đây luôn nè. Em đâu rồi? Em tới nhanh nhanh nha. Anh chờ em ở đây nha. Chắc là muốn tạo bất ngờ cho vợ đây mà. Trời ơi, tôi nhìn lầm anh rồi, không ngờ anh hẹn hò với cô gái này thiệt. Thiệt là cô dễ thương quá. Trời ơi, giữ nguyên hiện trường. Thì ra đây là cúc hồng thực dược gì của anh đúng không? Còn bao nhiêu cái bông anh lôi ra đây hết cho tôi. Em, không phải như vậy. Thôi khỏi khỏi giải thích hà. Người ta nói mà tôi đâu có tin hả? Người ta nói là có chồng hào hoa là khổ lắm, khổ sở lắm, lúc nào cũng đi ra ngoài tằn tiện với người khác, tôi đâu có tin. Tôi nói là chồng của tôi tuy là đẹp trai thiệt đó, tuy là hơn người thiệt đó, nhưng mà rất là yêu thương tôi, chưa bao giờ mà lăng nhăng. Nhưng mà tôi đã làm rồi. Em tức giận làm cho con người ta mất khôn. Và ngay bây giờ thì chúng ta đang rất cần sự giải thích của người thứ ba. Hãy xem. Chị ơi, chị hiểu lầm rồi. Em không có. Em không có gì, không có gì. Em không có tằn tiện với chồng chị ha. Em đừng giải thích em là thỏ ngọc đúng không? Em là con thỏ ngọc. Thỏ ngọc nghĩ sao vậy? Trời ơi anh ơi, giống như là trời hại kẻ gian gì đó. Nhắn tin cho bạn gái rồi lộn qua cho vợ. Vợ thấy, vợ bắt ghen tại trận khỏi cãi. Chị ơi, em không có. Mấy em còn không có cái gì hả? Nghĩ sao nó không có hả? Em bình tĩnh đi. Hoa này là anh mua tặng cho em. Còn cô bé này là người giao hoa. Trời. Còn thỏ ngọc là anh là... thôi đi, anh ngưng lại, đừng nói nữa. Sao anh có thể trơ trẽn như vậy hả? Anh tặng quà cho gái, rồi bây giờ vợ anh bắt gặp, cái anh nói tặng cho vợ anh, sao anh có thể trơ trẽn như vậy? Ghen tuông là một trong những loại gia vị của tình yêu, và chỉ nên nêm một ít mà thôi, nếu nêm quá sẽ phá hỏng cái mâm cơm. Không biết trong tình huống này thì chàng trai sẽ xử lý ra sao đây? Giữ nguyên hiện trường. Ủa, em đến sớm vậy? Anh chưa kịp nhận hoa nữa. Hoa này anh mua tặng cho em nè. À, đây bà xã của anh đây. Chị có phước quá nha. Chồng chị rất là chu đáo đó. Hoa của anh là 500 ngàn đó anh. À, 500 ngàn hả? Dạ, dạ. Đây. À, cảm ơn em nhiều nha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Bà xã, qua đây. Tặng em nè.
cái gì mà tặng em hả? Nè anh đừng thấy em bắt gặp quả tang cái hả, anh giả bộ, anh dựng ra một kịch bản, anh nói là anh tặng cho vợ anh, nhưng mà thật sự là anh tặng cho người ta, đúng không? Anh tặng cho con nhỏ áo xanh đó, đúng không? Áo xanh nào? Đây nè, cho em coi nè. Đây, anh lưu tên bà xã của anh là Thỏ Ngọc mà, thấy chưa? Trời ơi, anh anh đó là anh thương nhất bà xã của anh đó. Bà xã của anh là Thỏ Ngọc của anh. Trời ơi, sao anh lưu cái tên gì mà quan đường với em, anh là Thỏ Ngọc hả? Em lỗi anh, tại vì á em lo em ghen tuông quá, ai biểu anh đẹp trai quá anh chi giờ tối nha. Ngứa quá anh. Biết tại sao cả ngày hôm nay cứ ngứa khắp người, gãi chày da luôn. Chắc tại thời tiết luôn thôi. Nhưng mà em cũng cảm ơn anh đã thương em như vậy. Đúng là có những chuyện nhìn vậy mà không phải vậy, đúng không nào? Và khi bạn kết hôn với một anh chàng có tính hào hoa thì vô hình chung bạn đã chấp nhận tính hào hoa của anh ta rồi. Thay vì cứ phải suy nghĩ và ghen tuông thì các bạn sao không thử mạnh dạn chia sẻ những cảm xúc và suy nghĩ của mình đến đối phương xem sao? Trong tình yêu thì ghen tuông một ít là tốt, nhưng nếu ghen tuông quá nhiều đến mức đánh mất bản thân mình như vậy là không nên, và đừng để già neo đứt dây nha. Bắp hào hoa, chuẩn xóa ca, không bao hoa, đã nói. Người ngoài hành tinh đó. Nhỏ này nó cười kìa. Tại Gấp Beyond, đón xem hồi kết Gạo Nếp Gạo Tẻ. Dạ, con mời ba má ăn cơm. Dạ, bữa nay có thịt heo, thịt gà, nướng. Sườn là con mới nướng đó ba. Dạ, hả? Dạ. Cái này thì có chất tạo nè không con? Không, không có bà. Con mua ở cái chỗ bán cơm sườn ngon nhất á. Vừa nóng là con đem về nhà mình liền. Con gà này gà thả dạ. Vườn ba. Gà đi bộ đó bà. Dạ, dưới mặt đó. Có anh. Ôi, dạ, dạ, dạ con mời gia đình mình vô. Ừ, dạ. Nè con ăn đi con cho mau lớn. Đây núng này. Dạ. Ừ, cảm ơn dâu. Dạ, dạ. Ăn nè. Ngon nha. Đưa tôi cái đùi vậy bà. Rồi. Bự quá. Đây, đây, cái này. Alo, cái mail đó hả? Chị gửi rồi mà. Cái gì? Rồi 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 được rồi, để chị gửi lại liền địa chỉ cũ đúng không? Sao không được? Đợi 5 phút nha. Bà thấy gì không? Trời ơi, tôi với bà lên ở nay cũng gần chục ngày rồi. Ừ. Mà tôi quan sát thấy con mình, dâu mình, cháu nội mình suốt ngày nó dính vô cái cục đó. Ăn cũng với cái cục điện thoại, ngủ cũng với cái cục này, học hành làm việc cũng với cái cục này. Tôi thấy không bao giờ nó rời xa mấy cái cục này trơn. Không biết có cái gì hấp dẫn không mà níu kéo tụi nó dữ rồi trời. Tôi với bà ở đây sao thấy mình lạc nhắc. Ăn công nghệ, ngủ công nghệ. Công nghệ nó khiến cuộc sống chúng ta thay đổi, nhưng mà thay đổi theo cái chiều hướng này thật là kinh khủng. Tôi biết là sau màn hình đó cũng có rất nhiều gia đình đã lâm vào tình cảnh tương tự, đúng không nào? Xem ra thì ở đây là không phải mình tôi vô hình, mà hình như là ai cũng vô hình với nhau hết trơn á. Cứ cái đà này thì chắc lẽ là hai ông bà phải về quê cho lành quá. Đó, bà ấy, bà. Kể thì vậy mới vui.
máy không có gì lạ không vậy? Có gì đâu. Xe máy tôi cũng không có gì hết trơn vậy nè. Vậy mà sao con My nó nói lên Facebook này cái gì rần rần vui lắm mà có thấy gì đâu trời. Vui khỉ cô, nãy giờ tôi chờ có ai nói chuyện mình chờ rước giống cho già ngồi chờ chực xưa. Ê, quên nữa. Con My với cháu mình nó nói cái gì không biết rồi gọi điện hỏi nó đó. Ông gọi điện hỏi nó coi. Ờ ha. À, để tôi gọi nó. Ủa nó chỉ không có gì đó. Chỉ tôi gọi là gì tham lam gì đó. Ừ, gọi cho nó coi. Tham lam. Đây cháu yêu. Đó, à. My hả? Dạ dạ, con nè. Ông nội nè. Dạ. Ông nội gọi điện cho con bằng cái gì mà con chỉ cho ông nội kêu là cái gì tham lam đó. Dạ không phải ông nội, phay tham. Gì? Phay tham. Trời ơi, phay tham mà tự nhiên nó tham lam, ông tiệm lúa ghê luôn. Ông thì phay tham hay tham lam gì cũng có chữ lam trong mệt rồi quá. Nè nè. Dạ. Ông nội hỏi con nè. Con nói chỉ ông nội với bà nội chơi Facebook á, nó vui lắm mà giờ sao thấy buồn hiu, không có ai ngó ngàng gì tới ông nội bà nội hết à. Ông bà nội á muốn nói chuyện với nhắn tin với nhau á thì ông bà nội phải kết bạn với nhau chứ. Mà thôi giờ con bận lắm, có gì đó con về con chỉ ông bà nội sao nha. Ê nè nè, con thôi nhỏ nói vậy là quá rõ ràng rồi. Ông cũng lúa thiệt. Đúng là mình muốn nói chuyện ai mình phải kết bạn với ta chứ, tự nhiên không kết bạn sao ta biết mình là bạn ta nói chuyện. Ồ sao mệt bà quá. Ê nói nghe nè. Gì? Ông cái Facebook của ông á, ông lấy tên gì vậy? Tên đó là Trần Nhân Tư. Tên Trần Nhân Tư hả? À, nói cái gì mà không hiểu con khỉ khô gì hết trơn. Trời ơi. Ê gì vậy? Có con nhỏ nào nó mới trò chuyện với tôi nè. Dạ, nè. Dạ. Ê nó tên gì vậy? Ê coi. À, Ngọc Nữ chân dài. Ngọc Nữ chân dài hả? Ê cái con này chắc cái chân nó dài như chân cò quá bà. Ông. Chân này dài hơn. Trời ơi, cái chân này là cái chân của con vịt cổ lùng mà trời ơi, dài cái gì. Chân trong đây là chân cò, chân hạt nè, chân này ngon lắm nè. Ngọc Nữ chân dài là tôi đó. Ủa, vậy là bà đó hả? Ừ, mơ ước của tôi là chân dài đó. Ở ngoài đời thật thì bà là chân ngắn. Ừ. Nhưng mà ảo trong đây là bà là chân dài. Vậy là hai đứa mình kết bạn rồi đó. Ờ, kết bạn. Ê, vậy tôi với ông nói chuyện. Vợ chồng ăn ở nhau bây giờ mới được kết bạn hả? Nói nghe nè, ngồi đây gần nhau nói chuyện có vui đâu. Ngồi đứa góc đi. Bây giờ ông bà ra ngoài đi. Ông lên lầu đi hát. Tôi chạy lên kết bạn nha. Kết bạn liền, kết liền. À, Ngọc Nữ chân dài. Hai mình sẽ hai lần bằng mặt cười. Thầy ơi, gửi vào mặt cười nữa kìa. Rất vui được làm quen với bạn nha. Còn nói rất vui được làm quen nữa hả? Thầy ơi, chơi này cũng vui quá chứ. Bó tay, công nghệ không chừa một ai mà. Bây giờ cuộc sống của chúng ta gắn liền với những cái ổ sạc điện như thế này nè. Tôi thấy hình ảnh này ở khắp mọi nơi luôn á. Thấy hình mình đẹp lung linh không? Trời ơi, ông gửi mặt cười kìa. Bà đừng nói là dùng 360 nha. Không phải đâu, 730 đó cha. Thôi mặt cười. Mặt cười là sao bà? Là cứng họng đó cha, vậy mà cũng hỏi nữa. Hỏi quá trách tiếp đi. Vậy là chúng ta đã quen được 3,4 ngày. Đúng vậy, gửi hình cho tim. Bà ăn gì chưa? Trời ơi, sáng giờ có ăn uống gì đâu, còn anh như thế nào? Mình cũng vậy. Em có thấy đói không? Người chứ bộ trâu bò sao không biết đói cha? Nặng dữ trời. Vậy mình hẹn hò đi ăn nha. Ok.
Ây trời ơi. Ây. Ôi sao nó mệt dữ vậy trời. Đây, tôi với bà đi. Ủa? Thấy tôi hả ta? Bác sĩ ơi, ba của em sao rồi bác sĩ? Ông à. Rồi, ông tỉnh lại rồi. Anh chị cứ yên tâm đi. Ông khỏe rồi hả ông? Ông khỏe rồi hả? Nhớ cho ông bà nghỉ ngơi. Rồi hạn chế chơi mấy cái thiết bị điện tử. Chứ mấy thiết bị điện tử nó làm cho ảnh hưởng sức khỏe người già lắm. À, rồi nhớ cho ông bà ăn uống điều độ nha. Chứ mê chơi quá rồi suy nhược cơ thể. Ông ăn cho nên nó mới vậy đó. Em nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ, phiền bác sĩ quá. Thôi, tôi về ha. Ông không sao hả? Ông khỏe rồi hả ông? Ba ơi, ba sẽ cho mọi người sao rồi ba? Ủa, sao mọi người tập trung đây đông đủ mà? Trời, khổ quá ba ơi, nãy tụi con về tới ba má xỉu, tụi con hú hồn hú vía luôn vậy à. Thôi, ông ơi, thôi tôi nói rồi nè nghe. Công nhận mình bây giờ mình già rồi, ông ơi, không có sức khỏe. Chơi thì chơi, cũng phải lo ăn uống. Không ăn nó mới xỉu vậy đó. Thôi bây giờ tôi sợ cái mạng cái gì cái Facebook lắm mà tôi không dám rớ vô đâu. Mình bà sợ à. Sẵn chuyện này tôi nói cho con mình nó biết luôn rồi. Dạ sao ba? Con thấy ba vậy con ngán chưa? Con dòm lại đi. Con nè, vợ con nè, cháu nội của ba nè. Suốt ngày dí cái mặt vô cái màn hình. Không điện thoại thì ai bắt. Trời ơi, thời gian cho nó nhiều quá, không có tốt đâu con. Đó, con nghe chưa? Hả? Mà sau này phải hạn chế cái chuyện mà tiếp xúc với mấy cái đó nghe không? Em nữa. Dạ thôi được rồi, con nghe chưa? Dạ. Suốt ngày anh làm như anh không có vậy đó. Đúng rồi, nói vợ con hãy nhìn lại mình đi. Dạ, biết dạ, con xin lỗi ba má nha. Không, ba nói chung là con rút kinh nghiệm rồi. Với đứng điều quan trọng bây giờ là ba phải giữ sức khỏe, ba hiểu không? Nói chung là bây giờ tao với ba mày đói quá, đưa đây tao đút ông ăn. Thôi đi, má đút cho ba. Má có sức đút không? Rồi đút rồi má miếng, ba miệng miếng vậy đi. Con sợ má đút cái hồi đó. Trời ơi, đây, trời ơi, tao đói quá mà. Việt Nam là một trong số những quốc gia có số người dân sử dụng Internet nhiều nhất trên thế giới và phần lớn phục vụ vào việc giải trí và kết nối. Và các bạn lưu ý, đừng bao giờ để cho công nghệ kiểm soát cuộc sống của chúng ta. Bây giờ, bóp tàng hình soái ca điển trai phải đi giải cứu gia đình khác. Xin chào và hẹn gặp lại. Trời ơi, tôi có ăn được miếng nào đâu, bà ăn không à. Đúng là nóng quá, bực bội quá. Tôi dở cái mền ra coi cái gì ở trong túi tôi nè. Cái gì vậy bà? Cái gì nữa? Nữa. Đất cái gì vậy? Để mở lên coi. Cái gì vậy? Đà điểu chân dài, nó đồ chát với tôi. Trời ơi.